Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Nhưng hiện tại thì mình đang thấy có nhiều vật thể bay lạ đang bay ngang qua đường hạ cánh của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay đang hạ cánh là một chiếc Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Còn các vật thể đang bay lơ lửng kia có vẻ là các chùm móng bay. Rất may là đến thời điểm này thì chúng đã bay cao hơn đường hạ cánh của chiếc máy bay. Đây là một chiếc A321-200 được trang bị hai động cơ EIA V2500. Trở lại với các chùm móng bay đang bay lơ lửng, mình sẽ zoom gần hơn để quan sát kỹ. Các chùm móng bay này có lẽ được thả ra từ một sự kiện khai trương hay động thổ gì đó. Chúng có số lượng khá lớn, kết thành chùm. Nếu mà máy bay va vào thì cũng khá là nguy hiểm. Còn đây là một vật thể cũng có khả năng lơ lửng như bóng bay, nhưng không phải là vật thể lạ mà là một vật thể quen ở sân bay Đà Nẵng. Đây là một chiếc trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây là một chiếc trực thăng thuộc loại Mi-8. Đây là lúc chiếc trực thăng biểu diễn khả năng bay lơ lửng như bóng bay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.